xin mời vào. Kiki à, con có thể mua đồ giúp được mẹ à? Không? Hãy giao việc ấy cho con. Đây là những đồ nhất định phải mua. Cô bán hoa quả. Hãy tìm hoa quả và rau phải mua xem nào. Đúng là cái này rồi. Bạn thật giỏi. Khu bán bánh gato. Hãy trực tiếp làm chiếc bánh gato mà bạn thích. Bạn thật giỏi. Khu bán đồ chơi. Biết đâu có đồ chơi cần mua ở đây thì sao? Hãy thử tìm xem nào. Đúng là cái này rồi. Khu bán quần áo. Hãy thử mặc xem cái áo nào hợp với bạn. Cỡ to quá. Xin hãy chọn lại. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Tớ mua xong đồ rồi. Ra tính tiền nào. Xin hãy đặt hàng lên bàn tính tiền. Giày. Búp bê. Quần. Đây là tổng số tiền mua sắm lần này. 5. Đây là tiền thừa. Cảm ơn. Miu Miu à, còn có thể... Đây là những đồ nhất định phải mua. Khu bán sản phẩm sinh hoạt. Hãy thử tìm đồ dùng sinh hoạt cần phải mua nào. Đúng là cái này rồi. Khu bán cá. Hãy thử tìm con cá cần phải mua nào. Thật tuyệt vời. Bạn thật giỏi. Thật tuyệt vời. Khu bán đồ ăn nhẹ. Hãy tìm đồ ăn vặt cần phải mua nào. Bạn thật giỏi. Cái này trước đó đã mua rồi. Cái này trước đó đã mua rồi. Bạn thật giỏi. Khu bán bánh gato. Hãy trực tiếp làm chiếc bánh gato mà bạn thích. Bánh gato.
cu bán quần áo. Hãy thử mặc xem cái áo nào hợp với bạn. Đẹp quá. Cỡ to quá, xin hãy chọn lại. Đẹp quá. Đẹp quá. Tớ mua xong đồ rồi, ra tính tiền nào. Bánh mì. Xin hãy đặt hàng lên bàn tính tiền. Giày. Giấy ăn. Cá. Váy. Bánh gato. Mũ. Đây là tổng số tiền mua sắm lần này. 5. Cảm ơn. Xin mời vào. Kiki à, đây là những đồ nhất định phải mua. Khu bán thực phẩm đã chế biến. Hãy thử tìm đồ ăn phải mua nào. Thật tuyệt vời, bạn thật giỏi. Đúng là cái này rồi. Khu bán đồ chơi. Biết đâu có đồ chơi cần mua ở đây thì sao? Hãy thử tìm xem nào. Thật tuyệt vời. Khu bán mỹ phẩm. Hãy tìm mỹ phẩm hoặc đồ trang sức cần phải mua. Đúng là cái này rồi. Khu bán hoa quả và rau. Hãy tìm hoa quả và rau phải mua xem nào. Đúng là cái này rồi. Bạn thật giỏi. Bán cá. Hãy thử tìm con cá cần phải mua nào. Thật tuyệt vời. Bạn thật giỏi. Đúng là cái này rồi. Tớ mua xong đồ rồi, ra tính tiền nào. Xin hãy đặt hàng lên bàn tính tiền. Cá. Chỉ kè mắt. Đây là tổng số tiền mua sắm lần này. 5. Đây là tiền thừa. 5. Cảm ơn. Xin mời vào. Miêu miêu à, còn
Đây là những đồ nhất định phải mua. Khu bán mỹ phẩm. Hãy tìm mỹ phẩm hoặc đồ trang sức cần phải mua. Thật tuyệt vời. Khu bán bánh gato. Hãy trực tiếp làm chiếc bánh gato mà bạn thích. Bạn thật giỏi. Khu bán đồ ăn nhẹ. Hãy tìm đồ ăn vặt cần phải mua nào. Đúng là cái này rồi. Đúng là cái này rồi. Khu bán đồ uống. Hãy thử tìm đồ uống cần phải mua nào. Đúng là cái này rồi. Khu bán hoa quả và rau. Hãy tìm hoa quả và rau phải. Đúng là cái này rồi. Tớ mua xong đồ rồi, ra tính tiền nào. Xin hãy đặt hàng lên bàn bánh gato, đường, bàn trải, sinh tố táo. Đây là tổng số tiền mua sắm lần này. Cảm ơn. Kiki. Đây là những đồ nhất định phải mua. Khu bán đồ chơi. Biết đâu có đồ chơi cần mua ở đây thì sao? Hãy thử tìm xem nào. Bạn thật giỏi. Khu bán hoa quả và rau. Hãy tìm hoa quả và rau phải mua. Thật tuyệt vời. Đúng là cái này rồi. Khu bán đồ ăn. Hãy tìm đồ ăn vặt cần phải mua nào. Thật tuyệt vời. Thật tuyệt vời. Khu bán sản phẩm sinh. Hãy thử tìm đồ dùng sinh hoạt cần phải mua nào. Đúng là cái này rồi. Khu bán cá. Hãy thử tìm con cá cần phải mua nào. Đúng là cái này rồi. Bạn thật giỏi. Khu bán quần áo. Hãy thử mặc xem cái áo nào hợp với bạn. Cỡ to quá, xin hãy chọn lại. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá.
thế. Cỡ nhỏ quá, xin hãy chọn lại. Đẹp trai quá. Tớ mua xong đồ rồi, ra tính tiền nào. Quả xin hãy đặt hàng lên bàn tính tiền. Quả hồ chăn, áo, đường, cá, giày, quần. Đây là tổng số tiền mua sắm lần này. Cảm ơn. Miu Miu à, còn đây là những đồ nhất định phải mua. Khu bán đồ chơi. Biết đâu có đồ chơi cần mua ở đây thì sao? Hãy thử tìm xem nào. Đúng là cái này rồi. Khu bán đồ ăn nhẹ. Hãy tìm đồ ăn vặt cần phải mua nào. Bạn thật giỏi. Mời vào khu bán hoa quả. Hãy tìm hoa quả và rau phải mua xem. Đúng là cái này rồi. Đúng là cái này rồi. Bán mỹ phẩm. Hãy tìm mỹ phẩm hoặc đồ trang sức cần phải mua. Đúng là cái này rồi. Khu bán cá. Hãy thử tìm con cá cần phải mua nào. Đúng là cái này rồi. Thật tuyệt vời. Khu bán quần áo. Hãy thử mặc xem cái áo nào hợp với bạn. Cỡ to quá, xin hãy chọn lại. Đẹp quá. Cỡ to quá, xin hãy chọn lại. Đẹp quá. Đẹp quá. Tớ mua xong đồ rồi, ra tính tiền nào. Cá. Xin hãy đặt hàng lên bàn tính tiền. Giày, kẹo dẻo, bàn chải, váy, mũ. Đây là tổng số tiền mua sắm lần này. Cảm ơn. Kiki à, con có thể mua đồ. Đây là những đồ nhất định phải mua. Khu bán thực phẩm đã chế biến. Hãy thử tìm đồ ăn phải mua nào. Đúng là cái này rồi. Đúng là cái này rồi. Đúng là cái này rồi. Khu bán bánh gato.
Hãy trực tiếp làm chiếc bánh gato mà bạn thích. Bạn thật giỏi. Wow, wow. Khu bán đồ uống. Hãy thử tìm đồ uống cần phải mua nào. Bạn thật giỏi. Wow, wow. Khu bán đồ chơi. Biết đâu có đồ chơi cần mua ở đây thì sao? Hãy thử tìm xem nào. Đúng là cái này rồi. Khu bán cá. Hãy thử tìm con cá cần phải mua nào. Đúng là cái này rồi. Đúng là cái này rồi. Bạn thật giỏi. Khu bán sản phẩm sinh hoạt. Hãy thử tìm đồ dùng sinh hoạt cần phải mua nào. Thật tuyệt vời. Khu bán quần áo. Hãy thử mặc xem cái áo nào hợp với bạn. Đẹp trai quá. Cỡ nhỏ quá. Xin hãy chọn lại. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Khu bán hoa quả và rau. Hãy tìm hoa quả và rau phải mua xem nào. Đúng là cái này rồi. Đúng là cái này rồi. Tớ mua xong đồ rồi. Ra tính tiền nào. Xin hãy đặt hàng lên bàn bánh gato, tàu hỏa, giày, áo, giấy ăn, cá, cà phê, quần. Đây là tổng số tiền mua sắm lần này. Cảm ơn.